Đây là bài tập đọc thứ 9. Hãy đọc to từ số 1. Yak. Từ số 2. Yam. Số 3. Do you understand? Số 4. Not yet số 5 Is she American? Hãy nhắc lại số 6 theo người Mỹ. She's Chinese. Bạn có nhận thấy âm được biểu thị bằng tổ hợp CH không? Hãy đọc lại số 6. She's Chinese. Hãy đọc số 7. She likes children. Children. Hãy đọc từ số 8. Chin. Bây giờ, bạn hãy đọc từ số 9. Shin. Bạn có nhận thấy sự khác biệt giữa từ số 8 và số 9 không? Hãy nhắc lại hai từ này theo người Mỹ. Chin, shin. Chin, shin. Hãy đọc từ số 10. Such. Hãy thử đọc số 11. Cheer up. Từ số mười hai có một âm mới. Hãy nghe và nhắc lại. Book. Book. Hai con chữ O oh. đi liền nhau trong một từ thường được phát âm như vậy. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số mười ba. Shook. Từ số mười bốn. Nook. Số mười lăm. Look at him. sao? Can we eat lunch? Su. She can cook fish and chips. Sumitam. It's not much. số 19 But it's cheap Hãy thử đọc từ số 20. Đây là một từ bạn biết. Goodbye. Goodbye. Bài tập đọc thứ 9, đến đây là hết.